Chào các bạn, hôm nay mình lại đi công viên Mao Square nha. Một cái công viên rất là tuyệt vời. Một công viên gọi là Mao Square tại vì mỗi cạnh của nó là có một Mao, tức là một mai á. Còn một công viên rất là rộng, giữa nó có một cái hồ nha. Mình sẽ quay toàn cảnh cái công viên này cho các bạn xem nha. Bây giờ mình quay một vòng nè ha. Rồi. Bây giờ đang là 6 giờ chiều ở công viên Mao Square ở California nha các bạn ha. Một cái buổi hoàng hôn trên công viên. Đây, hoàng hôn trên công viên Mao Square. Các bạn thấy đẹp không? Một cái hình ảnh ở dưới bóng cây, dưới bóng nước. Ở đây có một anh đang câu cá. Rồi, qua bên đây nữa thì có một cái thủy tạ. Ở đó thì các cái loài chim di trú tới, chủ yếu là vịt trời. Rồi. Đây, này là hướng Tây, mặt trời chuẩn bị lặn nha. Đây. Một cái bãi cỏ rất là xinh tươi. Mọi người nằm nghỉ rất là thư thả ở trên bãi cỏ. Gia đình họ tụ họp lại vui đùa. Bây giờ là cái mùa Covid nó đã thưa rồi nha. Cho nên là với cái ánh nắng chói chang này, những cái con Covid gì đó, nó đã bị dịp lại, tiêu diệt đi nha. Rất là vui chơi thoải mái ở trên cái công viên này nha các bạn ha. Một cái công viên Mao Square, một dặm vuông, một cái bóng cây sồi dưới nước rất là đẹp. Các bạn nghe cái tiếng của mấy con vịt trời không? Nó kêu gọi đàn, gọi bậy. Một cái công viên rất là đẹp, có hồ các bạn hàng này.